Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế đề xuất bỏ quy định chỉ sinh 1 đến 2 con và trao quyền quyết định cho các cặp vợ chồng. Gần 43.000 người bán hàng online bị kiểm tra khai và phải nộp thuế số tiền khổng lồ. Phát hiện hơn 30 tấn mỹ phẩm đang được dập lại hạn sử dụng mới. Tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan sẽ đá giao hữu vào tháng 9 tới. Thưa quý vị, hôm nay, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật, đồng thời tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Thưa quý vị, sáng nay Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo chính Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xét xử vắng mặt. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 12 tháng 7. Các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc IEC, ông Trần Mạnh Hà, Phó Tổng giám đốc IEC, ông Trần Đăng Tấn, Trưởng văn phòng đại diện IEC tại Thành phố Hồ Chí Minh bị xét xử về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ông Dương Hoa Sô, cựu giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố bị xét xử về tội nhận hối lộ. Bà Trần Thị Bình Minh và ông Phan Tất Thắng là cựu phó giám đốc và phó trưởng phòng kinh tế ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cùng bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định bị cáo Trần Thị Bình Minh tạo điều kiện cho công ty IEC trúng thầu dự án 12 phòng thí nghiệm tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94,6 tỷ đồng. Ông Sô nhận tổng cộng 14,4 tỷ đồng tiền hối lộ từ cấp dưới của bà Nhàn để tạo điều kiện trúng thầu. Hiện ông Sô đã nộp lại toàn bộ số tiền này. Trong báo cáo đánh giá tác động dự án luật dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế cho biết dự luật đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ trên phạm vi cả nước. Dự luật sẽ không quy định số con đối với mỗi cặp vợ chồng, mà trao quyền quyết định cho mỗi gia đình gắn với trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con tốt. Theo thống kê, mức sinh cả nước đang giảm và chênh lệch đáng kể giữa các vùng, đối tượng. Khu vực kinh tế xã hội khó khăn có mức sinh cao, rất cao, trong khi ở đô thị mức sinh xuống thấp, có nơi thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế. Xu hướng đẻ ít, lười đẻ, chậm kết hôn, chỉ sinh một con đang có xu hướng lan rộng. Hiện chỉ có vùng Trung Du miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có mức sinh cao và có đến 21 tỉnh thành có mức sinh thấp. Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long là hai khu vực báo động khi có mức sinh tiếp tục xuống sâu, khoảng 1,5 con trên một phụ nữ. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có mức sinh thay thế thấp nhất cả nước hiện nay. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 là 1,32 con trên một phụ nữ. Rớt ba nguyện vọng vào lớp 10, nhiều học sinh lựa chọn vào trung tâm giáo dục thường xuyên. Tại đây các em không chỉ học theo chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo mà còn được học miễn phí một nghề để sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em được trang bị thêm một bằng trung cấp nghề. Mỗi ngày có trung tâm tiếp nhận hàng trăm phụ huynh học sinh tìm hiểu, nộp hồ sơ nhập học. Điều này cũng cho thấy các trung tâm giáo dục thường xuyên đã bắt đầu nhận được sự tin tưởng của xã hội. Hiện số lượng hồ sơ nộp vào trung tâm giáo dục thường xuyên Chu Văn An, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt gần 80% chỉ tiêu. Cơ sở vật chất, môi trường giáo dục tốt và rất nhiều học sinh của trung tâm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quận là yếu tố thu hút phụ huynh trong tuyển sinh. Để nâng cái chất lượng thì mấy năm trở lại đây thì ban giám đốc đầu tư vào cái mũi nhọn, ví dụ cho tham gia các cái cuộc thi của sở, cụ thể như là thi học viên giỏi giáo dục thường xuyên cấp thành phố đạt giải rất là cao, rồi các cái câu lạc bộ khoa học. Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 10 cũng đạt tỷ lệ tuyển sinh hơn 70% so với kế hoạch. Nhiều học sinh tốt nghiệp từ trung tâm này đã tiếp tục học lên bậc đại học. Đối với lớp 10 vào trong trường trong trung tâm thì các em còn được quyền lựa chọn là tự học một cái nghề trung cấp miễn phí nữa. Xong rồi tốt nghiệp được hai nghề thì họ cũng có cái niềm tin. Sự khởi sắc tuyển sinh này cho thấy hiệu quả của công tác hướng nghiệp đang thay đổi quan điểm của phụ huynh, xã hội đối với hệ thống giáo dục thường xuyên.
Thị trường chợ online hoạt động đầy sôi động nhưng là một lỗ hổng lớn về thuế. Hiện nay, thị trường thương mại điện tử đang dần đi vào khuôn khổ do chiến dịch tăng cường quản lý của ngành thuế. Gần 43.000 người kinh doanh online đã phải lộ diện và nộp số tiền thuế khổng lồ. Diễn biến này đánh dấu sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổng cục Thuế đã tiến hành rà soát và kiểm tra hoạt động khai nộp thuế của gần 43.000 doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh online. Nhờ đợt truy quét này, ngân sách nhà nước thu về khoản thuế bổ sung lên đến 9.980 tỷ đồng, tăng 3.480 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, 4.560 trường hợp vi phạm cũng đã bị xử lý, với tổng số tiền truy thu và phạt lên đến gần 300 tỷ đồng. Ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó trọng tâm là tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành liên quan, như kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an, đồng thời đối chiếu thông tin với Bộ Công Thương về 53.000 hộ kinh doanh hoạt động trên 383 sàn thương mại điện tử. Ngành thuế khẳng định quyết tâm lập lại trật tự thuế trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời đảm bảo công bằng cho tất cả các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai hôm nay đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin về hàng trăm hecta cao su vô chủ vẫn khai thác ở huyện Chư Prong. Theo đó, hơn 350 hecta đất rừng bị lấn chiếm để trồng cây cao su thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Iapuc. Đối với diện tích trên 1.228 hecta đất rừng bị chiếm, phía Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, xác minh. Như vậy, qua kết quả kiểm tra, xác minh thực tế và báo cáo của sở, vẫn chưa xác định được những đơn vị, doanh nghiệp nào trước đây đã phá rừng, trồng trái phép hơn 350 hecta cao su trên đất rừng. Cũng như chưa làm rõ đơn vị nào đang khai thác diện tích cao su trên và sản phẩm khai thác đi về đâu. Trong phần sau của chương trình, Cơ quan Vũ trụ châu Âu lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6. 4 chú sói đỏ con Bắc Mỹ ra đời tăng thêm cơ hội cho loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng này. Thưa quý vị, vào lúc 2 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Cơ quan Vũ trụ châu Âu ESA đã lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6, chấm dứt thời gian gián đoạn kéo dài 1 năm trong việc tiếp cận không gian của châu Âu. Tên lửa Ariane 6 nặng 540 tấn và cao 56 mét là tên lửa mới nhất của châu Âu rời bệ phóng Kourou ở vùng hải ngoại Guyane thuộc Pháp. Vụ phóng bị trì hoãn 1 năm sau khi phiên bản trước là Ariane 5 đã nghỉ hưu, khiến châu Âu không có phương tiện độc lập nào để tự đưa các vệ tinh của mình vào không gian. Các quốc gia châu Âu đã đồng ý phát triển Ariane 6 vào năm 2014 để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường tên lửa vũ trụ, bao gồm cả SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk. Nepal hàng năm xuất khẩu 10.000 lít mật ong điên, một loại mật vị cay có tác dụng gây ảo giác nhẹ. Sản phẩm này đang được bán với giá cao ngất ngưỡng tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, nghề lấy mật ong Nepal đang đứng trước khó khăn vì số lượng tổ ong và chất lượng mật giảm do biến đổi khí hậu. Mật ong điên do ong Apis labiosa tạo ra, chúng thích làm tổ trên những vách đá khó tiếp cận. Lơ lửng trên một vách đá ở dãy Himalaya, miền trung Nepal, những thợ săn mật đu mình cách mặt đất 100 mét để lấy mật từ những tổ ong hoang dã. Khi chúng tôi còn trẻ, hầu hết các vách đá đều có tổ ong nhờ có nhiều hoa dại và nguồn nước. Nhưng từ nhiều năm nay, việc tìm tổ ong ngày càng khó khăn hơn. Ong rừng thích làm tổ gần nguồn nước, nhưng các con sông cạn kiệt, những cơn mưa thất thường và cái nóng ngột ngạt, các vụ cháy rừng đang góp phần khiến lượng ong sụt giảm. Một chai mật ong điên nặng 250 gram có giá 70 đô la Mỹ. Nhu cầu tăng lên hàng năm, nhưng chất lượng sản xuất lại giảm sút. 10 năm trước, dân làng tôi có thể thu hoạch 1.000 lít mật ong mỗi mùa. Ngày nay, những người may mắn nhất cũng chỉ thu hoạch được 250 lít. Các nhà khoa học cũng xác nhận rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố tác động đến loài ong. Ong là những sinh vật nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và các hoạt động của con người. Thưa quý vị, sói đỏ Bắc Mỹ là một trong những loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng. Các chuyên gia tại Mỹ đang nỗ lực bảo tồn loài động vật và mới đây đã chào đón 4 chú sói con tại khu bảo tồn hoang dã của bang Missouri. Theo sở thú St. Louis, 4 con sói con chào đời từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 tại khu bảo tồn hoang dã Sears Lehman Jr. của sở thú. Các nhân viên cho biết chúng đang khỏe mạnh và phát triển bình thường. Tuy nhiên, sở thú St. Louis cho biết công chúng sẽ không được tận mắt nhìn thấy những con sói đỏ Bắc Mỹ vừa chào đời để chúng phát triển một cách tự nhiên và học kỹ năng sinh tồn.
Khi đủ trưởng thành, chúng sẽ được trả về tự nhiên. Số lượng sói đỏ Bắc Mỹ trong tự nhiên hiện rất ít, chỉ khoảng 20 con. 290 con khác đang được con người chăm sóc, trong đó gồm 17 con tại khu bảo tồn của sở thú St. Louis. Số lượng loài này giảm mạnh vào đầu thế kỷ thứ 20 do môi trường sống bị thu hẹp. Hôm nay, chính quyền Peru thông báo đã tìm thấy thi thể của một nhà leo núi người Mỹ mất tích cách đây 22 năm. Thi thể của ông được bảo quản trong tình trạng gần như còn nguyên vẹn. Nhà leo núi William Stanford được thông báo mất tích vào tháng 6 năm 2002 ở tuổi 59 khi đang leo lên ngọn núi Huascaran cao 6.700 m ở Peru, thuộc dãy Cordillera Blanca của dãy núi Andes. Ông gặp nạn do một trận tuyết lở. Mọi công tác tìm kiếm tại khu vực vào thời điểm đó đều không có kết quả. Theo những hình ảnh do cảnh sát cung cấp, thi thể của Stanford cũng như quần áo, dây an toàn và giày leo núi của ông đã được bảo quản tốt nhờ thời tiết giá lạnh. Hộ chiếu của ông vẫn còn được tìm thấy cùng vật dụng cá nhân. Những ngọn núi phía đông bắc Peru, nơi có những đỉnh núi tuyết như Huascaran và Cashan, là địa điểm yêu thích của những người leo núi trên khắp thế giới, dù tiềm ẩn không ít rủi ro. Du khách ghé thăm cung điện Buckingham mùa hè này sẽ được tham quan khu vực ban công nổi tiếng. Đây là nơi các thành viên Hoàng gia Anh thường xuyên xuất hiện vẫy tay với công chúng. Năm nay là năm đầu tiên cung điện Buckingham mở cửa đón khách đến tham quan ở khu vực cánh phía đông của tòa nhà. Nơi đây bao gồm phòng trung tâm và lối dẫn ra khu vực ban công nổi tiếng. Căn phòng trung tâm này nằm trong bản thiết kế của nữ hoàng Victoria và hoàng tế Albert. Chính hoàng tế Albert đã đề xuất xây dựng ban công. Nó được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1851. Nơi đây cũng trưng bày bộ đèn chùm thủy tinh từ thế kỷ 19 với hình dáng giống hoa sen vừa được phục chế. Du khách cũng sẽ được tham quan phòng tiếp khách màu vàng. Tại đây trưng bày các mẫu giấy dán tường vẽ tay phong cách Sinua Series và đồng hồ Kilin. Ở hành lang chính, người ta cũng trưng bày các bức tranh treo tường làm từ lụa của Trung Quốc và các bức tranh của danh họa Thomas Gainsborough. Cung điện Buckingham sẽ đón khách từ ngày 11 tháng 7 đến 29 tháng 9. Giá vé tham quan là 75 bảng Anh, tức khoảng 2,5 triệu đồng. Tiếp theo trong phần sau, hai cha con thoát chết kỳ diệu khi xe hơi bị xe lửa tông bẹp dúm. Khách tháo chạy ra ngoài khi quán cà phê bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng Hà Nội đã triệt phá thành công một kho hàng mỹ phẩm nhập lậu với số lượng lên đến 30 tấn, được ngụy trang tinh vi. Kết quả kiểm tra có thể khiến người tiêu dùng rùng mình vì nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng từ năm 2020. Sau thời gian dài theo dõi, ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 5 kho hàng tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 30 tấn mỹ phẩm các loại, bao gồm kem dưỡng da, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, mang các nhãn hiệu nước ngoài, nhập lậu từ Trung Quốc. Đáng kinh ngạc hơn, hầu hết các sản phẩm đều đã hết hạn sử dụng, thậm chí có sản phẩm đã hết hạn từ năm 2020. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Chủ kho hàng Lại Vũ Thắng khai nhận đã thuê kho hàng và thuê nhân công để tẩy xóa hạn sử dụng cũ và dập lại hạn sử dụng mới cho các sản phẩm hết hạn. Để tránh bị phát hiện, chủ hàng thuê kho có ngụy trang bên ngoài là quán ăn. Hàng hóa được tập kết đêm khuya và thời điểm vắng người qua lại. Hàng hóa giao dịch chủ yếu qua các sàn thương mại điện tử. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt giam hai bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng này nói dối có thể đưa người sang Nhật làm việc để lừa nhiều người nộp tiền làm hồ sơ. Hai bị can gồm Cao Thị Thu Hà, 38 tuổi và Cao Thị Thu Hiền, 46 tuổi, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng. Qua điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh xác định, năm 2015, Hà thành lập và trực tiếp điều hành Công ty Cổ phần Cung ứng Lao động và Thương mại Haruko, nhận làm hồ sơ đưa người lao động đi nước ngoài làm việc. Đến tháng 3 năm 2019, Hà giao cho Cao Thị Thu Hiền quản lý công ty. Dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động tại Nhật Bản, nhưng Hà và Hiền vẫn tư vấn nhận làm thủ tục xuất khẩu lao động. Từ tháng 3 năm 2018 đến cuối tháng 11 năm 2019, Hà và Hiền đã nhận làm hồ sơ cho 14 người, thu tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Đến thời hạn cam kết xuất cảnh nhưng công ty không thực hiện được, người dân đòi lại tiền.
Hà Dự Hiền chỉ trả lại cho người lao động một phần tiền và chiếm đoạt hơn 908 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời thông báo đến người dân trên địa bàn ai là bị hại trong vụ án này, đề nghị đến trình báo với Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Phúc sinh năm 1999, trú tại địa phương. Đối tượng này đã dùng thủ đoạn giả vờ xin nước uống để cướp giật dây chuyền vàng của những người lớn tuổi. Vào sáng ngày 4 tháng 7, bà Trần Thị A, 77 tuổi, ngụ xã Nhân Bình, bị một nam thanh niên lạ mặt chạy xe máy đến hỏi tìm người, nhưng bà A nói không biết. Sau đó, thanh niên này xin bà A ly nước để uống. Bà A mang nước cho người này, rồi lên võng nằm, thì đối tượng bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng khoảng 5 chỉ của bà, rồi lên xe tẩu thoát. Công an sau đó tiến hành xác minh, bắt giữ đối tượng cùng phương tiện gây án tại xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình. Tại cơ quan công an, Phúc thừa nhận hành vi cướp giật dây chuyền của bà A. Ngoài ra, Phúc còn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện Trà Ôn. Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra vào chiều hôm qua tại khu vực đường sắt thuộc phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Do không chú ý quan sát khi băng qua đường ray, một chiếc xe hơi đã bị xe lửa tông bẹp dúm, đẩy lê đi một đoạn dài. Nhưng rất may hai cha con trên xe chỉ bị thương và đã được đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, cú va chạm khiến cho chiếc ô tô bị hư hỏng hoàn toàn. Hai người ngồi trong xe bị mắc kẹt. Người dân địa phương có mặt tại hiện trường đã phải phá cửa ô tô để đưa cả hai đi cấp cứu. Hiện trường vụ tai nạn trên là đoạn đường liên xã, đường ngang băng qua đường sắt không có rào chắn mà chỉ có bảng cảnh báo từ xa. Tối cùng ngày, hiện trường vụ việc đã được cơ quan chức năng Vĩnh Phúc giải tỏa để đoàn tàu tiếp tục hành trình. Đây là lời cảnh tỉnh cho tất cả người tham gia giao thông cần chú ý quan sát những đường cho xe lửa khi đi qua khu vực đường sắt để tránh những tai nạn đáng tiếc. Đi uống cà phê sáng nay, khách hàng tại một quán cà phê ở thành phố Đà Nẵng phải tháo chạy ra ngoài do hỏa hoạn đã xảy ra. Theo người dân chứng kiến, vào khoảng 9 giờ 30 phút, lửa bắt đầu bốc ra từ tầng 3 của quán cà phê trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà. Sau đó, khói đen ngùn ngụt tỏa ra. Nhân viên và khách hàng ở quán cà phê đã nhanh chóng chạy ra khỏi quán và hô hoán người dân giúp đỡ. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Sơn Trà đã điều động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Sau 30 phút chữa cháy, cảnh sát đã dập tắt được vụ hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản như bàn ghế, đồ pha chế bị hư hại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị choáng và phải nhờ đến sự chăm sóc của đồng đội mới có thể thực hiện tiếp nhiệm vụ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Một ngày trước, Bixi Thăng Long Hà Nội vừa tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy. Đến trưa nay, kho hàng hóa tại hành lang của siêu thị này bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Khoảng 11 giờ trưa nay, khói bốc lên tại khu vực chứa hàng hóa của một gian hàng có khách thuê. Đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Bixi đã đọc loa hướng dẫn khách hàng di tản ra ngoài an toàn. Lực lượng nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy tại chỗ, đồng thời báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương. Công an quận Cầu Giấy huy động 3 xe chữa cháy cùng một xe hút khói tới hiện trường. Sau khoảng 15 phút, hỏa hoạn được dập tắt nhưng bên trong còn nhiều khói. Cảnh sát phải sử dụng máy hút khói chuyên dụng đẩy khói ra ngoài. Sự cố không gây thiệt hại về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy làm việc với đại diện trung tâm thương mại để đảm bảo an toàn cho việc quầy hàng của khách thuê này được mở cửa hoạt động trở lại. Chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.